Chào mừng các bạn đến với kênh Lucy Channel. Như ở tập trước thì bà phù thủy Model Gothel đã nhờ Lucy đi tìm cái viên đá mặt trời để cho bà ấy được trường sinh bất tử, trẻ mãi không già. Nhưng mà cái viên đá đó nó bị văng xuống dưới cái xứ sở thần tiên này, nó bị bẻ ra thành ba mảnh vỡ lận. Một mảnh vỡ mang ánh sáng của buổi bình minh, một mảnh vỡ mang ánh sáng của buổi trưa, một mảnh vỡ mang ánh sáng của hoàng hôn là buổi chiều tối. Giờ muốn tìm được các mảnh vỡ đó, Lucy phải đến vào đúng cái thời điểm sáng trưa tối thì mới có khả năng gặp được nó. Rồi, hôm nay thì Lucy cố gắng dậy thật là sớm, vào game lúc 6 giờ luôn nè. Đây là thời điểm của bình minh, để Lucy đi tìm thử mảnh vỡ của viên đá mặt trời không nha. Donan ơi, sao không thấy cái nào vậy Donan? Hay là do mình đi sai thời điểm? Đâu có đâu, giờ là 6 giờ sáng là bình minh rồi đó. Ông mặt trời thức dậy nè. Vậy là cái viên đá đó nó xuất hiện lúc bình minh, nhưng mà nó xuất hiện ở vùng đất nào hay là chỗ nào đó nó còn là điều bí ẩn đó nè. Ở đây là cao nguyên đầy nắng, là có phải nó xuất hiện chỗ này không? Đúng mà ta, trong cái bức hình có chứa chữ cổ á thì họ ghi là mảnh vỡ mà chứa ánh sáng bình minh là bị rơi xuống cao nguyên đầy nắng, nên chắc chắn là ở đây mà. Hay, mà sao mình tìm hoài không có vậy ta? Ôi trời, mấy bạn ơi, nhìn dòng sông kìa, nó màu tím mà đầy khói á. Nó đã bị ô nhiễm bởi những cái phép thuật bóng tối rồi. Lucy ơi, giờ làm sao cho cái dòng sông này nó trong xanh lại và thơm tho như bình thường? Cái này á hả, chắc mình phải giải cứu cái trụ đá khổng lồ ở đây á thì mặt mày nó mới cứu được dòng sông. Lucy đoán vậy đó, cái trụ đá khổng lồ của cao nguyên đầy nắng cũng bị mất luôn cái viên ngọc rồi. Vậy hôm nào á, Lucy đi giải cứu cái trụ đá khổng lồ của cao nguyên đầy nắng này đi nha. Lucy biết rồi, để bây giờ Lucy lo đi tìm cái mảnh vỡ của viên đá mặt trời trước đã. Thôi, thua rồi, không có rồi. Nhiệm vụ này rất là khó luôn. Lucy đã chạy hết cao nguyên đầy nắng rồi đó. Thôi để hôm nào đi. Hôm nào trong lúc vô tình chơi á, mình lượm được thì mình sẽ làm tiếp. Còn bây giờ ha, Lucy phải đi thu hoạch vườn cho Willy đã. Willy kêu nãy giờ rồi. Ôi, đây là khu rừng phù thủy, có khu vườn của Willy hả? Bữa Lucy đào tìm đất sét ở đây nè, nên thấy lỗ đào sẵn rồi nên Lucy thả hạt giống vô đây luôn. Đây, đây là bí ngòi, còn đây là đậu xanh Nhật Bản. Mấy bạn ăn món đậu xanh Nhật Bản chưa vậy? Ngon lắm đó. Người ta luộc lên xong rồi á, người ta có rắc vài hạt muối nữa, ăn rất là đậm đà luôn. Rồi, xong khu vườn ở đây, bây giờ lên cánh đồng cỏ. Trời ơi, khu vườn của Wally nè, Wally cũng giỏi lắm chứ bộ. Chăm sóc được ra trái hết luôn rồi nè. Đây, bắp nè, củ hành nè, ớt chuông, còn có bí đỏ nữa. Ý, Lucy chưa trồng bí đỏ nha. Nhưng mà Wally đã trồng được rồi kìa. Wally giỏi quá ta. Wally trồng cà chua nè. Rồi hành bô rô nữa. Ây da, đầy túi rồi, không thu hoạch được nữa. Đâu để coi ở đây có chỗ shop bán đồ không? À kia rồi, Guffy ơi. Hello, Lucy muốn mua hay bán? Lucy muốn bán một ít, giờ đầy túi rồi. Đâu để coi Lucy bán gì đây. Lucy bán cá nè, rồi bán mấy con ngao. Rồi, cho nó trống được 3 ô là được. Ok, khi nào có thì bán tiếp nha. Đúng rồi, Lucy sẽ quay trở lại. Trời ơi, còn có măng tây nữa nè. Ây da, mình quên, ở đây có rất là nhiều giống luôn. Trời, nó đầy nữa rồi. Thôi, còn một ít, bữa nào Lucy quay lại tiếp. Bây giờ Lucy đem về cất vô rương đã. Tại vì trong đây có nhiều thực phẩm lạ lắm, Lucy chưa trồng á, nên Lucy cất vô. Đây, đậu bắp nè. Quên, đậu bắp mình có rồi. Măng tây nè, cà tím, bí đỏ. Lucy chưa có bí đỏ đó. Rồi, xong rồi.
Trời ơi, cái mảnh vườn của Lucy còn chưa trồng nữa. Không, trước khi đi làm nhiệm vụ mình phải lo trồng trọt đã. Hôm nay Lucy sẽ bắt đầu trồng đậu nành Nhật Bản nha. Lucy chưa từng trồng cái loại đậu nành này luôn. Để hôm nay Lucy trồng cho mấy bạn xem nha. Ấy dạ, đói bụng quá, để ăn xíu đã. Thôi, mấy em rày không có nấu ăn gì hết trơn á, nên Lucy ăn toàn dừa với lại mấy món trái cây nên mau đói quá. Thôi, trồng tiếp thôi. Đậu nành, phụ nè. Lucy ơi Lucy, dạo này Donald không có gặp chuột Minie. Minie đi đâu rồi? Ý khoan, mình lên level 8 rồi. Tặng cho Lucy cái tủ nè. Tủ đường sắt đó. Cảm ơn Donald. Nãy Donald mới hỏi tới chuột Minie đúng không? Hôm trước á, Minie có gặp Lucy. Có một việc nhờ Lucy giúp á. Để Lucy kể cho các bạn nghe luôn nha. Hôm đó Lucy cùng Minie đang thu hoạch ớt. Và Lucy có một cái thắc mắc. Lucy thắc mắc gì vậy? Sao không hỏi Donald nè? À, thì hôm đó Lucy hỏi chuột Minie trước rồi. Và đã biết được nguyên nhân rồi. Lucy hỏi gì vậy? Và đó là nguyên nhân gì? Thôi bình tĩnh, để Lucy kể cho mà nghe nha. Minie ơi, kỳ lạ quá à. Ở xứ sở thần tiên này á, có người á thì đi ngủ vào ban ngày, có người thì đi ngủ vào ban đêm. Sao kỳ quá vậy? À, ngày xưa ở xứ sở thần tiên này nè, có một cái đồng hồ cổ là đồng hồ trung tâm. Mọi người ở đây sẽ dựa vào cái đồng hồ đó để sinh hoạt. Nhưng mà sau khi cây tầm ma xuất hiện á, thì cái đồng hồ trung tâm cổ xưa này nó biến mất tiêu luôn. Không biết ai đã ăn cắp nó rồi mang đi đâu rồi nữa. Giờ nơi này bị rối loạn thời gian luôn. Con người và các loài muôn thú, chim chóc đều không phân biệt được giờ giấc. Bởi vậy mới có người đi ngủ vào ban ngày, có người ngủ vào ban đêm là vậy đó. Ôi, nghiêm trọng dữ vậy hả? Hèn gì, có lúc thì Lucy thấy Donald đi ngủ vào ban ngày. Lucy cũng thắc mắc ghê luôn á. Vậy Lucy có thể đi giúp đỡ xứ sở thần tiên này có lại cái đồng hồ trung tâm không? Dĩ nhiên là Lucy muốn rồi. Nhưng... Đúng rồi, Lucy nhân là đúng rồi đó. Nó không có dễ làm đâu. Cần tốn rất là nhiều nguyên liệu nè, như là đá, gỗ cứng, đất sét. Vì nó là đồng hồ trung tâm mà, nên nó rất là cao lớn. Còn cái kim đồng hồ làm bằng kim loại nữa, khó tìm lắm. Được rồi, để Lucy đi tìm người về phụ nha. Hiệp sĩ, giờ hiệp sĩ có rảnh không? Đi vô rừng đi tìm nguyên liệu làm cái đồng hồ trung tâm với Lucy đi. À, được. Làm đồng hồ trung tâm đúng không? Cần những nguyên liệu gì? Đá thì Lucy có được 90 cái rồi. Còn gỗ cứng thì Lucy đã đủ 100 rồi. Chỉ có sắt nè, cần đến 30 cục sắt lận, là thành ra 150 khoáng sắt luôn. Trời ơi. Còn đất sét mới ghê gớm nè, phải 200 cái lận. Ôi trời ơi. Sao cái nhiệm vụ này đòi hỏi cao dữ vậy mấy bạn? 200 cục đất sét là mình phải đào 200 cái đó. Mà đào 200 cái chưa chắc được 200 đất sét đâu nha. Tại vì có những cái mình đào nó đâu ra đất sét đâu. Đào mà phải tìm nữa. Có khi Lucy đào 20-30 cái lỗ luôn mà vẫn chưa có được đất sét nào đó. Trời, nhiệm vụ này là mình thấy khó khăn rồi đây. Ơi, đừng than vãn nữa. Bây giờ bắt đầu mình đi tìm sắt nha. Đào sắt trước. Hiệp sĩ ơi, giúp đỡ đi. Ây da, đói bụng quá. Kiếm gì ăn đã. Ơi quá, có dừa. Mấy bạn có nhớ cái tập nào mà Lucy bắt đầu có dừa để ăn không? Nhờ anh Magui á, á thần Magui, nãy đã chôn con lươn xuống dưới cát. Vậy mà trồng được con cây dừa này đó. Bây giờ khắp cái vùng biển này ở đâu cũng có dừa hết. Thích lắm. Ai đào tiếp thôi. Yeah. Lucy ơi, thiệt sĩ lên level 10 rồi nè. Anh có một việc á, cần Lucy giúp đỡ. Làm xong anh sẽ tặng cho một cái chiếc xe trượt tuyết. Wow, chiếc xe này mê luôn á. Cái này mà để con Tường Lộc kéo đi á, mình ngồi lên xe thì thôi luôn, y như ông già Noel, đã lắm. 100 ngày sau. Trời mấy bạn ơi, Lucy đào quá trời đào luôn mà vẫn chưa đủ cái nhiệm vụ tìm 30 cục sắt nữa. Cái cục sắt này là cái nhiệm vụ khó khăn lắm luôn á. Rồi, mình đi về chế tạo thôi hiệp sĩ ơi.
thấy đủ chưa nữa. Cứ về bàn chế tạo ra mình chế ra trước đã nha. Lucy phải đào mỏ ra những khối khoáng sắt, rồi mới dùng bàn chế tạo để chế tạo ra thành cục sắt. Rồi, để coi, tạo được 13 cục sắt. Đào 100 ngày rồi đó. Đủ chưa? Yes, đủ rồi, đủ rồi. Rồi, bây giờ chỉ còn đi đào đất sét nữa thôi. Đào nhiêu vậy Lucy? 180 cục đất sét nữa. Trời ơi, không biết em có ra lộn nhiệm vụ không vậy? Làm gì tới 200 dữ vậy? Ê, cá nhiều quá. Mona ơi, đầy tàu rồi hả? Lucy lấy đi, 20 con rồi đó. Đầy tàu quá nên Mona đâu có đi ra biển được. Mona ơi, đi đào đất sét với Lucy không? Hiệp sĩ thấy trời mưa quá, hiệp sĩ đi về bán hàng rồi. Được, được. Vậy tụi mình cùng đi thôi. Dịch chuyển tức thì đến cao nguyên đầy nắng. Bây giờ chúng ta bắt đầu đào nha mấy bạn. Đào được mới có hai cục đất sét à. Bây giờ chúng ta bắt đầu đào 180 cục. Ủa thấy chưa, Lucy đào một cái đâu ra đất sét đâu. Ra mảnh vỡ bóng tối à. Trời, vậy cái này phải hên xui hả Lucy? Đúng rồi, đất sét nó nằm ở dưới đất, nhưng mà mình đào cái lỗ lên thì chưa chắc mình gặp được đất sét. Bởi vậy mới nói, đó nó ra toàn gì đâu không à. Đâu có ra được đất sét đâu. Trời mấy bạn ơi, nhiệm vụ khó khăn quá vậy. Trời ơi, ơi Lucy cứ đào và sẽ tăng tốc lên nha, cho nó đào thiệt là nhanh luôn. Trời ơi, đó Lucy đào được bấy nhiêu rồi đó. Tới đói bụng luôn rồi kìa. Mãi chưa lên được cục đất sét nào hết trơn. Đào tiếp, đào tiếp. Rồi, được 4 cục đất sét à. Rồi, được 10. Có 200 lần hả Lucy? Chắc nhà làm game ghi lộ quá. Cỡ 20 là được rồi. Ai, Lucy không biết phải 20 không nữa. Bây giờ mình ráng mình đào đi, xem đến 20 coi nó có chấp nhận hay không. Rồi, tới 20 cũng vậy à. 200 ngày sau. 200 ngày sau mà cũng mới được có 56 viên rồi mấy bạn ơi. Mấy cái cục đất sét nè, khó tìm quá. Nó còn khó hơn đào sắt nữa đó. Hay là mình đào chỗ khác không Lucy? Lucy đào ở cao nguyên đầy nắng này gần hết đất luôn rồi kìa. Ừ, cũng đúng ha, Lucy đào gần hết chỗ luôn rồi. Ê, có cái quả cầu màu xanh kìa, Lucy đến xem thử đi. Đợi Lucy nha. Ba la ba la si pua. Ồ, bức tranh gì Mona? Mona ơi, cái bụng, cái tay, cái eo của Mona kìa. Ồ, vậy là ngày xưa Mona cũng chụp nhiều tấm hình lắm ha. Vậy mà Mona còn chưa nhớ gì hết trơn. Rồi, Lucy đào lên đây, Mona đào phía bên kia đi nha. Ok, ok. Hy vọng chúng ta sẽ mau tìm được 200 cục đất sét. Lucy ơi, Lucy đang đào gì mà đào muốn hết cái cao nguyên này nắng này luôn vậy? Thôi đừng nói nữa, Lucy đang đi đào đất sét đây nè. Thôi chỗ này không còn gì đâu, dịch chuyển tức thì đến khu rừng phù thủy. Thôi bây giờ mình tìm cái chỗ nào mà đất trống trống nhiều mình đào. Trời ơi, bữa trước Lucy cũng đã đào ở đây rồi nè. Lại 100 ngày nữa trôi qua. Trời Lucy ơi, Lucy đào gần phá hết cái khu rừng phù thủy rồi kìa. Vậy mà mới có 197 cục đất sét rồi, còn thiếu 3 cục nữa lận đó. Mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy Lucy tội nghiệp không? Để làm video này cho mấy bạn xem á, và để làm được cái đồng hồ trung tâm cho các dân làng ở đây sử dụng á, Lucy phải rất là vất vả cực khổ nè. Ê, Lucy đủ rồi kìa. Khoan, để Lucy nói cho xong đã. Mấy bạn ơi, nhớ đăng ký thành viên và nhấn nút like video này nha. Chứ Lucy làm video này cực lắm luôn đó. Dịch chuyển tức thì về chiến thần ước mơ. Ôi Lucy, Lucy kìa. Chào mi nha. Lucy đã tìm đủ nguyên liệu rồi. Thiệt không? Bây giờ Lucy chỉ cần đi làm cái đồng hồ trung tâm nữa là được. Đợi Lucy xíu nha. Bây giờ Lucy sẽ chạy qua nhà của Goofy, mượn đỡ cái bàn chế tạo luôn. Khỏi cần chạy về dùng biển mèo hạt. Ai đâu để coi mình đã tìm đủ chưa nè. Cái đồng hồ đâu rồi ta? Đầu tiên mình phải tìm cái mô hình của đồng hồ trước. Ai đây, đây là cái tháp đồng hồ nè, mấy bạn nhìn thấy cao ghê chưa?
làm thôi. Xong rồi nè. Vậy bây giờ mình gắn ở đâu vậy Lucy? À, Mona ơi, chục Minie nói vậy thôi nên Lucy định gắn cái đồng hồ trung tâm ngay trước nhà của Minie luôn. Sẵn cái vùng đất này là ở trung tâm chính giữa nè. Các nhà của dân làng đều xây xung quanh ở đây hết. Đặt ở đây là tiện nhất. Ai đặt xuống thôi. Wow, trời ơi, cái tháp đồng hồ nó cao. Nó cao ngang ngưỡng tòa nhà 3 tầng luôn á. Ai, vậy là từ đây là sao? Xứ sở thần tiên này đã có đồng hồ trung tâm rồi nha. Đúng rồi, đúng rồi. Từ đây sao mọi người không còn bị rối loạn giờ giấc nữa. Ai cũng làm việc đúng giờ, học tập cũng đúng giờ, trồng trọt cũng đúng giờ luôn. Vậy là nó rất là có ích đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn Lucy đã giúp đỡ nha. À, cảm ơn không cũng được. Tặng cho Lucy cái nón cối nè. Đang mùa hè, đội cái nón này vô là bảo đảm không bị nắng đen da đâu. Tặng luôn cho bộ đồ bằng jean nè. Chất liệu jean rất là dày. Lucy mặc để làm nông á thì không bị đen đâu. Cảm ơn chục Mini nha. Đâu đâu để Lucy lấy cái nón ra đội thử. Chứ nắng quá. Đang mùa hè nắng quá mấy bạn ơi. Đây cái nón cối nè á, người ta đội để đi tắm biển rồi nè. Thôi đội vậy là đủ mát rồi nè. Rồi phần tiếp theo thì Lucy sẽ làm gì nữa đây? Các bạn nhớ đón xem tập 66 nha. Bye bye và hẹn gặp lại.